tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Đông Nam Á lần thứ 43. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Samdech Sechum. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Sechum vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa quan trọng khi hai nước đang kỷ niệm năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chủ tịch Thượng viện đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong thời gian qua, tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thịnh vượng, hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng, lần đầu tiên sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và được gặp lại Chủ tịch Thượng viện Sechum. Chúc mừng Campuchia tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan. Tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công Đại hội đồng IPA 43 sắp tới, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn trên tất cả các kênh đảng, chính phủ, nghị viện và ngoại giao nhân dân. Tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp giữa các ủy ban chuyên trách. Phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam 2022. Hai bên tiếp tục quan tâm giáo dục nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước để có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp cho quan hệ hai nước. Lãnh đạo Quốc hội hai nước cũng bày tỏ vui mừng trước việc Quốc hội ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào nâng cấp hội nghị chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội thành hội nghị chủ tịch Quốc hội ba nước, dự kiến được tổ chức lần đầu tiên tại Lào vào năm 2023 và theo cơ chế 2 năm một lần. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Chủ tịch Samdech Sechum tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, quan tâm hỗ trợ người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh thuận lợi lâu dài tại Campuchia vì lợi ích chung của cả hai nước. Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Sechum đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Nhân dịp này, cũng tại trụ sở Thượng viện Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Sechum đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Tổng thư ký Thượng viện Campuchia. Đây là cơ sở quan trọng để Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Tổng thư ký Thượng viện Campuchia tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác tốt đẹp, hiệu quả giữa hai cơ quan trong thời gian qua và cụ thể hóa những định hướng hợp tác mới của lãnh đạo Quốc hội hai nước phù hợp với giai đoạn hiện nay, nhất là trong công tác phục vụ hoạt động của Quốc hội và nghị viện mỗi nước. Cũng tại buổi lễ, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam Bùi Văn Cường đã trao quà của Quốc hội Việt Nam tặng Thượng viện Campuchia là các trang thiết bị tin học văn phòng trị giá 100.000 đô la.